Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để mình có thể thiết kế ra được một cái băng rôn quảng cáo bằng phần mềm Illustrator nhé. Thì cũng như mọi lần thôi, thì mình sẽ lên trên này Freepik để mình lấy những cái nguồn tài nguyên của mình. Thì đầu tiên là trong bài này mình cần một cái background nhé. Background này đây, rất nhiều cái đẹp cho mình luôn, để mình xem cái nào hợp lý thì mình sẽ lấy nhé. Thì cái này khá là hay, mình sẽ lấy thử cái này nhé. Mọi người thích cái nào thì mọi người cứ chọn mà mình sẽ sử dụng nó thôi. Đây, clip này. Thì cái hôm nay mình muốn là băng rôn giảm giá nhân dịp Tết hay là khai trương cái gì đó, thì mình sẽ cần những cái hình ảnh như cả món quà ấy. Đấy, quà gift box nhé, xem có phải không nhé. Đây, mình sẽ có những cái món quà như này. Thì mọi người chọn cái màu nhé. Thường thường thì màu đỏ sẽ đẹp đúng không? Mình không thấy, đây toàn màu trắng. Thôi mình sẽ lấy tạm màu trắng trên đầu này nhé. Đấy, mình sẽ có hai cái này. Thì mình sẽ giải nén nó ra rồi mình làm việc nhé. Đây. Một cái là cái này. Cái này mình sẽ cho vào trong một file đi cho đỡ mình nhầm lẫn. Làm việc này. Rồi. Đây nhá. Ok, xong rồi thì mình xóa những cái không cần thiết đi. Mình check lại trong cái ảnh của mình đúng chưa nhá. Ảnh quà này. Ok, ảnh background. Quay lại cái phần mềm nhá. Mình tạo cái vùng làm việc mới. Thì cái này mình sẽ để chiều cao là tầm 250 thì xem có ok không nhá. Đây như này thì nó hơi bị dài một tí nhá. Nhưng không sao. Nhiều ạ. Ok. Bây đầu tiên mình thêm cái background vào nhá. Trong cái download và chỗ làm việc này. Thử xem nó có hợp không. Mình nghĩ là mình sẽ phải cho nó mờ đi đấy. Trong cái view này. Transparency. Mình sẽ click vào nó. Cho nó hơi mờ mờ đi nhá. Ok. Đó. Tiếp theo này. Thì mình muốn là nó có một cái logo. Logo đấy thì mọi người tải về nhá. Mình sử dụng cái logo này đi. Cái logo đây. Đó, mình sẽ đặt nó nằm ở đây. Đấy, sẽ được như này. Mọi người căn chỉnh nào cho hợp nhé. Ở giữa này thì mình sẽ có
Tách đi, tách chương trình ra nhé, trình khai trương này. Rồi nha, mình sẽ cho nó to lên. Cái này mình có thể chọn cái phông chữ ở đây, mọi người chọn đây cho nó hợp với cái nhu cầu của mình nhé. Bold in đậm này, mình thì phóng kéo to đây đó, chương trình khai trương nhé. Khai trương cái này của mình dài mình sẽ thêm một chữ cửa hàng đi. Rồi chỗ này thì mình sẽ có một cái là sale 50 đó. Thì cái này nhá, mình sẽ quét qua ở cái edit này, offset trong đây, trong cái app face nha, chọn cái 3D này. Riêng được 50% trước đã. Đây nhá. À, nó hơi bé đúng không? Cho to lên tí đã thì mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn này. Đây. Bật preview lên nhá. Mình điều chỉnh ở đây này. Mọi người muốn như nào thì mình sẽ thử nhé. Thử xem như này, đây sẽ được như này. Thì mình có thể chọn cái chữ màu đỏ đi, thì nó sẽ được hơi đỏ quá, rồi mình sẽ chọn màu khác nhé, đỏ vừa vừa thôi. Mình nghĩ lấy màu hơi hồng hồng đi. Đó, đưa lên trên này. Đây. Nó đơn giản đúng không? Cho lùi xuống đây tí nhé. Cái này cũng di chuyển sang đây luôn. Chắc mình sẽ cho so hơn vì cái này là nội dung chính. Sẽ thêm cái shape này nhé. Tách. Mua ngay này. Cho to lên một tí nhé. Này mọi người có thể để cái màu đen hoặc màu trắng được đó. À, nếu mà thấy nó chưa cân ấy, thì mình sẽ để đây. Đây mình có cái như này, mình sẽ căn chỉnh nhá. Giờ mình sẽ dùng align để mình căn chỉnh này, giữ shift và hai cái này để mình xem cái bảng align ở đâu. Đây căn giữa này đó, chữ mua ngay đây nhá. Nó hơi bé đúng không?
ship chỗ to lên nhé, căn giữa này. Rồi à, hai cái này đi. Căn giữa. Chữ này. Đó. Ok, cái này khá là ok đúng không? Mình sẽ thêm một cái hộp hàng đây. Hoặc nếu mình chưa ưng nha, mình sẽ dịch chuyển ba cái này đi. Giữ ship mà. Ship. Ship. Đấy, mình sẽ dịch chuyển sang bên này. Cho bên trái một tí nữa. Ở đây mình thêm cái hộp quà của mình vào. Quà bị màu này. Để mình tự sử dụng cái chế độ vạt trộn nhé. Không được hợp màu lắm nhỉ. Đấy thì mình không, mình lên tải cái ảnh JPEG nhé, à PNG ấy, lại là do lỗi mình không để ý. Đây này, được thì nó hơi bị nhạt 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 nhòa tí. Đó. Mọi người có thể tạo thêm cái shape để mình thêm những cái ảnh mẫu của mình vào. Hoặc mình bỏ cái bài ấy nhá, nó hơi bị ảnh hơi xấu một tí. Thêm những cái shape vào đây. Đó, cái shape. Để đây nhá. Giữ thêm phím Alt copy sang này. Để đặt nẹ được. Cái ảnh ở đây. Place nó vào. Giả sử cái túi sách này. Quét nó vào đây nhé. Đó. Giờ mình sẽ đưa xuống bằng Ctrl Shift M mở vuông này. Đấy, đưa xuống layer. Xong chọn hai cái này nhé. Chọn cái layer đấy. Cái này Ctrl 7. Đó, nó sẽ sâu ra cái gì nhỉ, cái túi sách cho mình. Thì mọi người có thể vào trong cái effect đây nó có cái drop shadow không nhỉ. Thử nhé. Trong cái stylist này. Drop shadow bóng đổ nhé. Bật preview lên. Đây sẽ được bóng như này. Có những cái sự lựa chọn cho mọi người đây. Mọi người điều chỉnh ở đây nhé. Thì mình cứ để mặc định như này. Khá là ok đúng không? Đấy, nó sẽ có cái bóng như này. Đây thì mình sẽ thêm cái ảnh khác vào. Sửa cái ảnh này đi. Quét nó vào đây. Rồi mình đưa xuống nhé, Ctrl Shift mở ngoặc vuông này, chọn hai hình đấy, rồi Ctrl 7, số 7 ấy. Đấy là mình sẽ được cái mẫu như này, cũng tương tự thế, thì mình sẽ vào trong Effect này, là này không phải Drop Shadow nữa mà, After Glow thử xem nhé, đấy sẽ tỏa sáng này, rồi mình lấy một màu đỏ đỏ đi. Cho 100% đi. Đó sẽ như này.
Hoặc là mình lấy cái màu như này đi, màu vàng vàng như này, xanh, độ rộng này. Đấy, ví dụ thế. Đấy, thì mình được một cái thiết kế đơn giản nhưng vẫn đẹp nhé. Thì trên đây là cái hướng dẫn của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Bye bye mọi người.